Sony là một nhà sản xuất đã đi vào thị trường Việt Nam chúng ta khá lâu rồi và họ thường tập trung nhiều vào phân khúc giá rẻ và phân khúc tầm trung. Hôm nay mình sẽ gửi bạn bài đánh giá chi tiết về chiếc Sony Eli S Plus, một sản phẩm tầm trung với USB Type-C, chúng ta có màn hình AMOLED và camera của nó rất là tốt. Về thiết kế thì Sony S Plus ấn tượng bởi cái vẻ bên ngoài của nó rất mỏng và cực kỳ là nhẹ, cầm trong tay cho cảm giác dễ chịu, kể cả là trai hay gái sử dụng đều tốt. Mặt lưng của nó có họa tiết hoa văn, nhưng nếu ở phiên bản màu xanh đen này, các bạn phải nhìn rất là kỹ hoặc là phải nghiêng ra ánh sáng thì sẽ thấy. Và đây là mặt lưng bóng. Mặt lưng này thì tạo cho ta có một cảm giác là trông rất là thích mắt, vì khi ánh sáng nghiêng vào, ở rất nhiều mảng màu khác nhau sẽ xuất hiện trên thiết bị này. Nhưng nó để lại cho mình cái điểm yếu, đó là bị xước, để lại mồ hôi, do vân tay, cầm vân tay chưa thực sự thích cho lắm về lâu về dài, đặc biệt những người hay ra mồ hôi tay thường xuyên. Và lưu ý là các bạn nên mua một cái bao cao su để bảo vệ cho máy của mình sẽ tốt hơn. Phía bên cạnh phải của nó sẽ có phím nguồn và tăng giảm âm lượng. Thực chất thì cái phím nguồn bấm khá dễ dàng, nhưng mà mình hầu như không phải thao tác nhiều do chúng ta đã có tính năng double tap để đánh thức máy dậy. Mặt trước của máy sẽ có phím đa nhiệm này, chúng ta có phím home và phím back. Ba phím này thì không có đèn nền. Các bạn sử dụng một thời gian sau là sẽ làm quen được ngay, vì phần lớn hiện điện thoại Android đều có vị trí phím tương đồng như thế này. Màn hình của máy là kích thước 5.5 inch và chúng ta sẽ có sử dụng bằng công nghệ màn hình AMOLED. Đây là một trong những cái sản phẩm hiếm hoi trong tầm giá này lại có màn hình AMOLED thay vì màn hình IPS hay màn hình LCD. Màn hình AMOLED thì đem lại cho nó đó là màu sắc rất là tươi khi mà xem ảnh, xem phim ở trên cái màn hình của chiếc Sony S Plus cực kỳ là thích. Và nó đặc biệt là những bạn nào mà đam mê YouTube hay ghiền phim Hàn Giáng hay là xem Nhật Bản các thể loại thì màn hình này rất tuyệt. Nó cũng cho chúng ta góc nhìn tốt, tuy nhiên cái điểm yếu là cái độ sáng của màn hình này lại chưa thực sự cao và hay có hiện tượng bị bóng. Khi mà mình nhìn vào màn hình ở ngoài trời thì lập tức sẽ nhìn thấy bóng mặt của chúng ta in lên máy nhiều hơn là so với việc chúng ta muốn đọc những dòng chữ hay xem hình ảnh trên máy, hơi khó chịu. Màn hình của Sony Eli S Plus thì có thể nói là cảm ứng rất nhạy, khi mà mình thao tác vuốt mọi thứ không có độ trễ, màn hình được phủ lên một cái lớp gần như là chống bám mồ hôi vân tay, nên mà khi sử dụng rất là tuyệt vời. Tuy nhiên ở trên chiếc máy này thì xuất hiện một số điều mà mình chưa thích sau. Đầu tiên là về cái giao diện trên cái chiếc máy ở phần setting thì thiết kế nó khá là đơn điệu và ngoài ra nó không có nhiều điểm nhấn. Ở trong cái phần cài đặt nâng cao thì xuất hiện rất nhiều các tính năng mở rộng mà đôi khi người dùng có thể sẽ không biết. Trong đó mình đánh giá cao như tính năng vận hành nhanh cho phép chạm hai lần để mở màn hình này, hay là vẽ các chữ cái để mở ra các ứng dụng mà mình yêu thích, hay là cái phần tùy chọn treo. Nói chung là cái việt hóa của nó chưa thực sự tốt, khiến những người dùng là hơi khó hiểu rốt cuộc là tính năng này nó là cái gì. Tùy chọn treo thực chất nó là một cái phím chức năng sẽ nằm ở bên màn hình, người ta có thể bấm như con long quăng trở về màn hình home này, bật đa nhiệm, khóa máy vân vân. Ở trên iOS và nhiều máy Android khác hiện nay cũng đã có. Và ở đây thì giao diện của nó cũng có nhiều điểm tích cực, ví dụ như ở trên màn hình home screen các bạn thấy là mình có một calendar với chia ra 3 trang khác nhau và các icon sẽ được sắp xếp cho phù hợp với từng nội dung của trang. Đây là cái menu theme có sẵn của máy, có thể đổi một giao diện rất là lạ mắt. Và nó có sẵn các theme ta có thể đổi qua đổi lại với các bộ icon khác nhau, trẻ trung này, ở cổ điển cũng có này, dành cho phù hợp với từng đối tượng độ tuổi khác nhau khi sử dụng chiếc máy này. Và khi mà vuốt từ dưới lên, chúng ta sẽ có khu vực điều hướng nhanh, khu vực này sẽ bật tắt wifi, dữ liệu mạng này, chúng ta bật GPS vân vân, và mở nhanh như là đèn pin, cuộc gọi ảo. À đây, nói về cuộc gọi ảo luôn thì mình rất thích cái tính năng này của nó. Trong vòng 15 giây khi bấm vào chức năng này, lập tức sẽ có một cuộc gọi đến, nó giả như là một cuộc gọi ai đấy có thật. Các bạn có thể nghe máy tạo ra những tình huống cứu bồ, ví dụ như là đang ngồi với bạn mà muốn đi chơi với gấu thì cứ giả vờ coi như là mẹ gọi hoặc là bà nội gọi về đi tập tạ, thì chúng ta có thể tạo ra những cuộc gọi ảo như vậy. Rất là tiện lợi và thực sự thông minh. Đây. Và ở trên chiếc máy này thì về hiệu năng mình rất là hài lòng với những gì mà sản phẩm này đem lại. Nó sử dụng đó là vi xử lý MediaTek 6753 64 bit. Chúng ta sẽ có phiên bản là 2GB, nó còn một bản 3GB nữa cơ, nhưng mà hiện nay Việt Nam chúng ta đây là bản 2GB. Phiên bản này thì về cơ bản là chạy nhanh và mượt. Cái giao diện của nó thì cũng tùy biến không quá nhiều, nó rất là nhẹ nhàng thôi, vì vậy nên đem lại cái hiệu năng tốt. Tất nhiên thì điểm yếu nó sẽ xuất hiện, đó là khi mà mình chơi những tựa game như Asphalt 8 thì bắt đầu là hiện tượng sẽ bị giật khung hình nếu các bạn để cái mức độ họa cao nhất, và load game hơi bị chậm. Đây là một cái con chip không phải là mạnh. Với cái tầm giá tiền của nó đưa ra thì đây cũng là một cái cấu hình hợp lý thôi, chúng ta không thể đòi hỏi quá nhiều được. Và trên chiếc máy này thì nếu các bạn không chơi game nặng một cách thường xuyên thì nó cũng đem lại cái thời lượng pin tốt lên tới khoảng 4 tiếng rưỡi on screen. Đây là một thời lượng pin mà mình đánh giá là dư sức các bạn có thể sử dụng được 1 ngày với việc truy cập internet 3G, wifi, dữ liệu mạng. Và trong quá trình sử dụng thì máy cũng không phải là quá nóng, nó chỉ hơi ấm nhẹ lên ở khu vực phần camera và biểu tượng logo Sony trở lên, còn lại phần bên dưới thì tỏ ra dễ chịu. Nắp lưng của máy có thể bóc ra một cách dễ dàng. Ở dưới đây chúng ta thay thế được 2 khe cắm SIM và 1 khe cắm thẻ nhớ mở rộng. Chiếc Sony S Plus này thì mình thích nhất đó là về phần camera. Camera của nó thì cũng có độ phân giải cao và chúng ta thấy là chất lượng ảnh khi chụp trong kể cả điều kiện đầy đủ sáng hay điều kiện thiếu sáng là tốt. Camera này có khả năng chỉnh thay đầy đủ các thông số không kém gì các mẫu như Galaxy S6 hay LG G4. Nhờ vậy chúng ta có thể làm chủ hoàn toàn được từ tốc độ màn chập,
ISO và EV trên cái sản phẩm này. Và nó có rất nhiều chế độ chụp ảnh để các bạn có thể tìm hiểu và cũng như là lựa chọn. Nhìn chung là hài lòng của camera này, tất nhiên là mình đánh giá là phù hợp với cái tầm giá tiền của nó thôi. Chứ thật ra nó vẫn có điểm yếu như giải dynamic range của nó hơi kém. Và ngoài ra nó hay bị thiên về tông ám vàng. Và camera thiếu sáng vẫn hiện tượng bị noise và mất chi tiết khá rõ rệt. Nhưng mà với tầm tiền của nó dưới 5 triệu thì có camera này là quá ngon rồi. Và đặc biệt là camera trước là cực kỳ tốt. Camera trước này đem lại tay góc chụp rộng. Nhưng mà mình nhắc nhở các bạn chút là khi chụp camera này chịu khó xoay và đổi góc nhiều, tại vì mình thấy là một số trường hợp da mặt mình bị lên khá vàng so với điều kiện ngoài trời, nhưng mà mình chỉ cần đổi góc một cái lập tức là nó sẽ khác biệt liền. Và mình hoàn thành xong bài đánh giá chi tiết về chiếc Sony S Plus. Đây là một mẫu điện thoại mà mình thấy khoái nhất, đó là cái phần cổng USB Type-C được mang lên. Hiện nay thì các sản phẩm chính hãng chúng ta toàn là cổng micro USB, nhưng sản phẩm này đã kịp thời cập nhật USB Type-C mới nhất, cho phép người dùng có thể ban đêm cắm sạc kiểu gì cũng được, sẽ không lo là bị đút nhầm lỗ hay là đút nhầm chiều sẽ bị hỏng dây sạc và lỗ sạc, cũng như là nó có thiết kế mỏng thời trang, cầm nắm tay rất thích, màn hình AMOLED nịnh mắt, hiệu năng của nó tốt trong tầm tiền và camera rất là xuất sắc. Tuy nhiên điểm yếu của sản phẩm này nằm ở thiết kế khi mà mặt lưng dễ dàng bị trầy xước, bã mồ hôi, dấu vân tay nhanh xuống sắc. Camera của nó thì thường phải lựa chọn nhiều góc chụp khác nhau để đem lại một chất lượng ảnh tốt nhất, hay thiên về cái tông ám vàng. Các bạn cảm thấy đừng quên like, share với bạn bè và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.